Cuối năm là thời điểm mà các vụ việc trộm cắp tăng cao. Vậy thì mỗi người dân, mỗi gia đình cần phải phòng chống tội phạm trộm cắp như thế nào? Nhất là bây giờ tội phạm đã phức tạp và ngày càng tinh vi. Ngay sau đây sẽ là một số lưu ý từ các chuyên gia của chương trình. Trong mỗi gia đình, người dân cần kiểm tra khóa cửa cẩn thận trước khi đi vắng. Trang bị cho gia đình thiết bị camera giám sát để đề phòng kẻ gian đột nhập. Chúng tôi khuyến cáo người dân là trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà thì nên khóa cửa cẩn thận bằng các thiết bị khóa chống trộm, chống cắt, kiểm tra kỹ các đường lên tầng thượng, cửa tum, gác mái, khóa các hệ thống cửa sổ để đề phòng trộm cắp. Và các tài sản thì trong nhà như xe máy thì cũng nên khóa cổ, khóa càng, chìa khóa nhà thì nên để ở những nơi kín đáo, chỉ những người trong nhà biết. Phải ra khỏi nhà thì nên gửi gắm nhà cho những hàng xóm xung quanh để kịp thời trông coi và phát hiện kẻ gian. Cần phải có cái sự bảo mật về mặt thông tin, đặc biệt là thông tin về đi lại cũng như là lịch sinh hoạt của gia đình để tránh các đối tượng có ý đồ xấu sẽ nắm được những thông tin đó và lợi dụng để đột nhập. Mỗi người dân khi thấy hành vi bất thường của người lạ mà không thấy sự có mặt của gia chủ, cần ngay lập tức truy hỏi hoặc báo tin cho chủ nhà hoặc cho cơ quan công an nơi gần nhất để làm rõ. Khi đi trên đường cũng cần chú ý quan sát để tránh bị kẻ xấu giàn cảnh hay dựng lên những màn kịch va chạm giao thông để chiếm đoạt tài sản. Như cách đây ít lâu trên phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, camera hành trình của một chiếc xe ô tô đã ghi lại được sự việc. Một phụ nữ đi xe máy cố tình húc vào đuôi xe của hai cô gái đi phía trước để đánh lạc hướng. Khi hai cô gái này quay lại phía sau để nhìn xem ai vừa tông vào xe mình, thì đã bị một người đàn ông khác đi xe máy bên cạnh nhanh chóng lấy cắp chiếc điện thoại trong túi. Thực hiện xong phi vụ, cặp đôi này đã nhanh chóng lái xe về cùng một phía để trốn thoát. Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông mang theo những cái đồ vật tài sản có giá trị thì nên để trong cốp xe. Đối với những cái cửa hàng kinh doanh thì chúng tôi cũng khuyến cáo nên lắp đặt những cái hệ thống camera an ninh và có cái lực lượng bảo vệ để giám sát, đề phòng các đối tượng lợi dụng giàn cảnh để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.